áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tiết học địa lý. Cô tên là Vũ Thị Hiên, cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử tài hiểu biết thông qua một số các cái câu hỏi như sau. Thứ nhất này, cô đố các bạn. Các bạn hãy đoán thử xem trên đây là quốc kỳ của những quốc gia nào? Cô để 11 hình ảnh của 11 quốc gia. Các bạn có đoán được đó là quốc kỳ của những quốc gia nào không nhỉ? Dễ dàng đoán được đúng không? Chúng ta sẽ cùng so đáp án nhé. Trên đây là quốc kỳ của 11 quốc gia. Đi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chúng ta sẽ thấy đầu tiên là Việt Nam này, sau đó là Lào, Campuchia, Thái Lan. Tiếp theo đây là quốc kỳ của Myanmar, của Malaysia, của Indonesia, của Philippines. Và hàng cuối cùng này là quốc kỳ của 3 quốc gia, đó là Singapore, Đông Timor và Brunei. Vậy 11 quốc gia này, nó đều là những quốc gia nằm trong khu vực nào? Các bạn có đoán được không? Đó chính là những quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, đúng không? Và đó cũng là nội dung trong tiết học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 11, khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á có diện tích là 4,5 triệu km vuông. Dân số của Đông Nam Á là 668,6 triệu người, tính đến năm 2020. Với nội dung bài Đông Nam Á, cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu trong 4 tiết học. Tiết 1 là tiết chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Sang đến tiết 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đặc điểm dân cư, xã hội ở khu vực này như thế nào. Và từ đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang cái tình hình phát triển kinh tế ở khu vực này. Và cuối cùng, đó là mình sẽ tìm hiểu về Hiệp hội các nước Đông Nam Á hay còn gọi là ASEAN. Rồi, cô mời các bạn chúng ta sẽ đến với nội dung của bài học ngày hôm nay. Tiết 1, tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Với phần 1 nhỏ, đó là về vị trí địa lý và lãnh thổ. Xin mời các bạn cùng quan sát vào vào bản đồ ở trong sách giáo khoa của các bạn. Sau đó hãy trình bày cho cô đặc điểm về vị trí địa lý và lãnh thổ của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta thấy được đây là lược đồ của khu vực châu Á. Thì Đông Nam Á nó nằm ở phía đông nam của châu Á, đúng không? Tiếp theo, xét về mặt vị trí địa lý thì Đông Nam Á tiếp giáp với những quốc gia và vùng lãnh thổ nào nhỉ? Đầu tiên chúng ta thấy được Đông Nam Á tiếp giáp với hai đại dương lớn. Thứ nhất đó là Thái Bình Dương và thứ hai là Ấn Độ Dương. Đông Nam Á lại nằm trong khu vực nội chí tuyến. Khu vực nội chí tuyến tức là khu vực nằm ở giữa hai đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, đúng không? Và trên đây các bạn có thể nhìn thấy cái đường chí tuyến Bắc này. Tiếp theo, Đông Nam Á lại tiếp giáp với hai cái nền văn minh lớn, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Về mặt lãnh thổ thì Đông Nam Á gồm có 11 quốc gia. Đó là những quốc gia mà cô và các bạn đã vừa kể tên ở trong phần đầu, đúng không? Diện tích của Đông Nam Á là 4,5 triệu km vuông. Và Đông Nam Á được chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Đông Nam Á lục địa và bộ phận thứ hai là Đông Nam Á hải đảo. Hãy dựa vào lực đồ cũng như thông tin và sự hiểu biết của các bạn kể tên cho cô xem có những quốc gia nào thuộc Đông Nam Á lục địa, những quốc gia nào là Đông Nam Á hải đảo. Nhìn vào lực đồ này, chúng ta sẽ kể tên được một số quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và một số quốc gia thuộc Đông Nam Á hải đảo, đúng không? Cô đã phân biệt hai cái bộ phận này bằng màu sắc khác nhau. Đầu tiên, đó là những quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa được ký hiệu là màu đỏ. Ví dụ như là Việt Nam này, Lào này, Campuchia, Thái Lan hay là Myanmar. Còn lại sẽ là những quốc gia thuộc Đông Nam Á hải đảo. Đó là những quốc gia nào nhỉ? Dễ dàng kể tên được: Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei hay là Philippines. Và ở dưới đây là Đông Timor, đúng không? Vậy, dựa vào cái đặc điểm về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ mà cô và các bạn đã vừa trình bày, theo các bạn thì với cái đặc điểm về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ sẽ đem lại cho Đông Nam Á những thuận lợi và những khó khăn gì trong vấn đề phát triển kinh tế, xã hội? Đầu tiên là về thuận lợi, theo các bạn sẽ có những thuận lợi gì nhỉ?
Chúng ta thấy được Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục, đó là châu lục Á-Âu và lục địa Australia. Chính vì vậy, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa với các quốc gia thông qua các cái tuyến đường giao thông vận tải đường bộ, này, đường hàng không và đặc biệt là đường biển, đúng không? Cái thuận lợi thứ hai do Đông Nam Á là một cái khu vực mà nằm ở vị trí địa chính trị rất là quan trọng. Và cái thuận lợi thứ ba là Đông Nam Á là một khu vực mà có vùng biển giàu tài nguyên. Chính vì vậy sẽ tạo điều kiện để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. Và cụ thể cái sự phát triển các cái ngành kinh tế như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở tiết sau. Bên cạnh những cái thuận lợi này, theo các bạn, với vị trí địa lý và lãnh thổ, Đông Nam Á sẽ gặp những cái khó khăn gì? Hàng năm thì một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thường xuyên hứng chịu những cái thiên tai, đó là những cơn bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông, hay đó là những trận động đất, sóng thần, đúng không? Ngoài ra thì nơi đây còn là cường quốc mà bị các cái cường quốc khác thường xuyên cạnh tranh, chịu ảnh hưởng. Rồi, xin mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần số 2, tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo. Cụ thể, đó là đặc điểm về địa hình, về đất, về khí hậu, sông ngòi, rừng và khoáng sản. Xem là giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo thì nó có sự khác nhau như thế nào? Để ghi chép tốt cái phần này một cách khoa học và nhanh chóng thì cô khuyên các bạn là chúng ta nên kẻ một cái bảng như ở trên bảng của cô và trong vở để mình ghi chép cho nhanh hơn và để dễ dàng so sánh hơn. Đầu tiên, chúng ta xét đến yếu tố về địa hình. Xin mời các bạn cùng quan sát vào cái bản đồ về địa hình và khoáng sản của khu vực Đông Nam Á. Nhìn vào đây các bạn có nhận xét gì về đặc điểm địa hình của Đông Nam Á lục địa cũng như đặc điểm địa hình của Đông Nam Á hải đảo nhỉ? Dựa vào cái gam màu này để chúng ta thấy được là địa hình ở đây chủ yếu là dạng địa hình gì và chúng có hướng như thế nào? Ở Đông Nam Á lục địa thì địa hình ở đây bị chia cắt rất là nhiều bởi những cái dãy núi, đúng không? Và những cái dãy núi ở đây nó chủ yếu chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam hoặc là một số dãy núi chạy theo hướng Bắc Nam. Bên cạnh những cái dãy núi thì cũng có rất nhiều những cái đồng bằng với diện tích rộng lớn, thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Đó là những cái đồng bằng được bồi đắp phù sa bởi các con sông, đặc biệt là sông Mekong, đúng không? Ví dụ như ở Việt Nam của mình thì có hai đồng bằng lớn, đồng bằng sông Hồng này và dưới này là đồng bằng sông Cửu Long. Trên đây là hình ảnh một góc của đỉnh núi Phan Xipang, nó thuộc dãy Hoàng Liên Sơn và nó chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam thuộc Việt Nam của chúng ta. Ngày xưa trước đây ấy, khi mà muốn chinh phục cái đỉnh Phan Xipang này thì chúng ta phải leo núi, đúng không? Và phải có một cái sức khỏe rất là bền. Thế nhưng hiện nay để chinh phục Phan Xipang thì rất dễ dàng. Người ta đã có những cái cáp treo lên đến đỉnh núi. Tuy nhiên nếu như mà muốn khám phá, trải nghiệm thì chúng ta nên khám phá Phan Xipang bằng cách là leo núi. Bên cạnh những cái dạng địa hình đồi núi thì ở khu vực Đông Nam Á lục địa có một số các cái dạng địa hình đồng bằng nổi tiếng ở một số quốc gia như sau. Đầu tiên, các bạn có thể quan sát vào đây, đây là dạng địa hình cánh đồng chum Siêng Khoảng ở Lào. Hay dạng địa hình bên dưới này đó chính là đảo Kalimantan ở Indonesia. Bên này đó là một góc của đồng bằng sông Mekong. Và ở đây đó là hình ảnh núi lửa trên đảo Java thuộc Indonesia. Tiếp theo, về đặc điểm đất đai của khu vực Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo như thế nào? Xin mời các bạn cùng quan sát. Chúng ta thấy được Đông Nam Á lục địa thì có đất đai rất phong phú, màu mỡ. Đó là các cái loại đất, ví dụ như là đất Ferrarit này, hay đất Phù Sa, đất Ba Gian. Còn Đông Nam Á biển đảo thì có các cái loại đất, ví dụ như là đất Ferrarit, đất Ba Gian màu mỡ. Về đặc điểm khí hậu thì cũng có sự khác nhau giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. Đông Nam Á lục địa thì có khí hậu nhiệt đới gió mùa và ở khu vực phía Bắc của Myanmar và phía Bắc của Việt Nam thì có gió mùa đông lạnh. Còn khu vực Đông Nam Á biển đảo thì có khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.
từ cái đặc điểm khí hậu, đặc điểm địa hình, nó sẽ quy định cái đặc điểm sông ngòi ở đây như thế nào nhỉ? Ở khu vực Đông Nam Á lục địa thì có rất nhiều các cái con sông lớn, ví dụ như là sông Mekong hay là sông Menam. Còn ở khu vực Đông Nam Á biển đảo thì sông ít hơn và ngắn, dốc hơn. Trên đây là một vài hình ảnh về con sông Mekong. Và đây là cái lượng đồ dòng chảy của con sông Mekong, các bạn có thể quan sát. Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới. Và con sông này bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng thuộc Trung Quốc. Nó chảy qua các quốc gia đó là Lào, Myanmar và Thái Lan. Sau đó chảy qua Campuchia rồi chảy đến Việt Nam và đổ ra Biển Đông. Tiếp theo về tài nguyên rừng thì khu vực Đông Nam Á lục địa có sinh vật khá là đa dạng và rừng ở đây là rừng nhiệt đới phát triển rất mạnh. Còn Đông Nam Á biển đảo thì có rừng xích đạo, có rừng nhiệt đới phát triển mạnh. Nó sẽ được quy định bởi cái đặc điểm khí hậu, đúng không nào? Những cái loại khoáng sản chính ở Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo là gì? Các bạn quan sát vào cái lược đồ địa hình và khoáng sản dễ dàng kể tên được. Nếu như ở khu vực Đông Nam Á lục địa có một số các cái loại khoáng sản với trữ lượng lớn, đó là than, đó là sắt, thiếc và dầu khí. Còn Đông Nam Á biển đảo sẽ có một số các cái loại khoáng sản có trữ lượng lớn, cũng có than này, cũng có dầu và ở đây có đồng, đúng không? Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Với những cái tiêu chí đó là khí hậu này, đất đai này, địa hình, sông ngòi, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh vật và khoáng sản. Vậy từ những cái đặc điểm đó thì theo các bạn, Đông Nam Á sẽ có những cái điều kiện thuận lợi gì và những cái khó khăn gì trong vấn đề phát triển kinh tế, xã hội? Sau đây thì cô sẽ chiếu một vài hình ảnh, đó là những cái gợi ý để các bạn có thể rút ra những cái đánh giá về sự phát triển của Đông Nam Á dựa vào điều kiện tự nhiên. Hình ảnh thứ nhất này. Với cái đặc điểm khí hậu và đặc điểm đất đai chúng ta vừa phân tích, theo các bạn nó sẽ có cái thuận lợi gì trong vấn đề phát triển kinh tế và liệu nó có khó khăn gì hay không? Nhớ là quan sát hình ảnh xong các bạn hãy ghi ra nhé, để lát nữa chúng ta sẽ cùng so sánh. Hình ảnh gợi ý tiếp theo này, với đặc điểm sông ngòi của Đông Nam Á, theo các bạn, nó sẽ có thuận lợi để phát triển ngành kinh tế nào? Tiếp theo, với cái tài nguyên khoáng sản cũng như tài nguyên rừng, tài nguyên biển, thì theo các bạn, sẽ thuận lợi để phát triển những ngành kinh tế nào? Dựa vào những thông tin mà cô vừa gợi ý bằng hình ảnh, chắc hẳn các bạn cũng đã rút ra được những cái đánh giá, đúng không? Hãy cùng xem. Cô và các bạn sẽ cùng so sánh nhé, để chúng ta có thể bổ sung. Đầu tiên, đó là về đặc điểm khí hậu. Khí hậu của khu vực Đông Nam Á là khí hậu nóng ẩm, đất đai thì rất màu mỡ, nguồn nước thì phong phú với nhiều các cái con sông lớn, đúng không? Đó là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp nhiệt đới và đặc biệt ở đây thì trồng được lúa nước. Cái điều kiện thuận lợi thứ hai là sông ngòi với nhiều con sông lớn. Sông ngòi không chỉ bồi đắp phù sa, làm màu mỡ các đồng bằng, không chỉ cung cấp nước tưới tiêu cho người dân cũng như cho ngành nông nghiệp, mà những cái con sông chảy trên các cái dạng địa hình dốc, lớn thì nó còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển được thủy điện. Và ví dụ ở Việt Nam có một số nhà máy thủy điện có công suất rất là lớn, ví dụ như nhà máy thủy điện Hòa Bình hay nhà máy thủy điện Sơn La. Tiếp theo, khu vực Đông Nam Á cũng là khu vực mà có vùng biển rộng lớn với giàu tài nguyên. Chính vì vậy, sẽ tạo điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Đó là khai thác khoáng sản, dầu mỏ ở thềm lục địa này. Đó là phát triển ngành du lịch biển này, hay là ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Và cái thuận lợi tiếp theo, do giàu tài nguyên khoáng sản không chỉ là dầu mỏ mà còn là than đá, còn có khí tự nhiên hay là sắt, đồng, thép, vân vân. Đó là những cái điều kiện thuận lợi để khu vực này có thể phát triển các cái ngành công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những cái thuận lợi thì đặc điểm về tự nhiên của Đông Nam Á cũng đem lại không ít cái khó khăn cho khu vực này. Đặc biệt, đó là những cái khó khăn về thiên tai. Biển Đông là một cái khu vực biển mà hàng năm đổ bộ trực tiếp những cơn bão vào khu vực đất liền.
Một ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó là ở Việt Nam, ở khu vực miền Trung của chúng ta, đúng không? Hàng năm hứng chịu rất nhiều những cái cơn bão và đã gây ra những cái thiệt hại rất lớn về người và của. Bão đến, lũ lên, kéo theo đó, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo tính mạng của con người và cuốn theo của cải của người dân. Và khu vực Đông Nam Á cũng là một cái khu vực mà nằm trong cái vành đai động đất, núi lửa trên thế giới. Chính vì vậy mà một số quốc gia hàng năm đã xảy ra những cái trận động đất gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng của con người và sự phát triển kinh tế, xã hội. Các bạn thân mến, vừa rồi cô và các bạn đã cùng phân tích xong về đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta cũng đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn do đặc điểm tự nhiên của khu vực này đem lại cho sự phát triển kinh tế, xã hội là gì. Sau đây thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi làm một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố nội dung kiến thức liên quan đến tiết học này. Câu hỏi số 1 như sau. Khu vực Đông Nam Á bao gồm A. 12 quốc gia, B. 11 quốc gia, C. 10 quốc gia hay là D. 21 quốc gia? Bạn nào chú ý nghe giảng thì chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án trong câu hỏi này, đúng không? Đáp án chính xác là đáp án B. 11 quốc gia. Câu hỏi số 2. Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây? A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, hay C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, hay là D. là Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương? Hãy dựa vào bản đồ trong sách giáo khoa của các bạn sẽ xác định được ngay đáp án trong câu hỏi này. Đáp án chính xác là đáp án B. Đông Nam Á tiếp giáp với hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tiếp tục câu số 3. Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa? A. Malaysia, B. Singapore, C. Thái Lan và D. Indonesia. Theo các bạn thì quốc gia nào nhỉ? Đáp án chính xác đó chính là Thái Lan, đúng không? Thái Lan là một trong những quốc gia nằm ở Đông Nam Á lục địa. Rồi, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 4. Đông Nam Á có vị trí địa chính trị rất quan trọng vì sao? A. Là do ở đây tập trung rất nhiều các cái loại khoáng sản. Hay là B. Do khu vực Đông Nam Á đông dân này, nhiều thành phần dân tộc. Và C. Do nền kinh tế phát triển mạnh. Hay là D. Là do nơi đây bị các cái cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng. Đáp án chính xác đó là đáp án B, đúng không? Do Đông Nam Á là một cái khu vực mà bị nhiều các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng. Chính vì vậy mà vị trí địa lý ở khu vực Đông Nam Á rất quan trọng, đặc biệt là cái vị trí địa chính trị. Rồi, xin mời các bạn chúng ta chuyển sang câu số 5. Xin mời các bạn hãy điền đúng hoặc là điền sai vào những nhận định sau đây. Đúng thì chúng ta sẽ điền chữ D, còn sai chúng ta sẽ điền chữ S. Nhận định đầu tiên này. Địa hình Đông Nam Á lục địa bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy theo hướng Bắc Nam. Ở giữa là các đồng bằng phù sa màu mỡ. Theo các bạn, nhận định số 1 là nhận định đúng hay sai nhỉ? Ở đây là nhận định đúng. Rồi, tiếp tục. Rồi, chúng ta chuyển sang nhận định số 2. Địa hình chủ yếu là đồng bằng với hệ thống đảo và quần đảo. Đây là đặc điểm của Đông Nam Á biển đảo. Đúng hay sai? Đúng hay sai nhỉ? Đáp án ở đây là đáp án sai, đúng không? Địa hình chủ yếu là đồng bằng với các cái hệ thống đảo và quần đảo. Thì đây là đặc điểm của Đông Nam Á biển đảo. Thì cái ý thứ nhất này, địa hình chủ yếu là đồng bằng. Không phải, đồng bằng nó chủ yếu phân bố ở khu vực Đông Nam Á lục địa, đúng không? Tiếp tục, nhận định số 3. Khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào. Đây là những cái điều kiện thuận lợi để có thể phát triển được ngành nông nghiệp nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á. Theo các bạn, đây là nhận định đúng hay sai? Nhận định này đúng. Chúng ta sẽ chuyển sang nhận định cuối cùng trong câu hỏi số 5 này. Nhận định thứ 4. Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh ở Bắc Việt Nam và Bắc Myanmar. Đây là nhận định đúng hay sai nhỉ? Đây là nhận định chính xác, đúng không?
Các bạn thân mến, như vậy là trong 5 câu hỏi vừa rồi, cô và các bạn đã củng cố xong kiến thức liên quan đến đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á. Hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học sau, chúng ta sẽ cùng khám phá về đặc điểm dân cư, xã hội, cũng như tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở Đông Nam Á như thế nào. Thân ái, chào các bạn. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.